Xin chào Đẹp và Phong Cách, mình là Jessica Minh Anh. Chưa bao giờ vấn đề bảo vệ môi trường lại trở nên vô cùng cấp thiết và quan trọng như hiện nay. Trong những năm gần đây, Jessica đã đi vòng quanh thế giới để tìm hiểu, khám phá kỹ thuật khoa học hiện đại nhất trong công cuộc bảo vệ môi trường, tạo nên cái nguồn cảm hứng cho Jessica có thể sản xuất những chương trình có sự kết hợp giữa thời trang và môi trường. Trong tháng 6 vừa qua, mình và ekip đã có dịp đến thăm khu nghỉ dưỡng Suneva tại Maldives. Điểm đặc biệt của Suneva là nó không chỉ là một nơi nghỉ dưỡng cho các sao hạng A của Hollywood mà nó còn là một nơi rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Mình rất khâm phục Suneva bởi vì họ có các cái phương pháp rất hiệu quả trong công cuộc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Ví dụ như là họ thường sử dụng tất cả những nguyên vật liệu có sẵn tại Maldives thay vì phải nhập khẩu từ nước ngoài, và tất cả những cái đồ nội thất cũng như các cái đồ vật dụng hàng ngày đều được sản xuất tại Suneva. Bên cạnh đó, họ cũng có các quy trình rất hiệu quả để biến rác thải trở thành những vật dụng hữu ích cho cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là các tay nắm cửa hay là các viên gạch rất là đẹp để có thể xây dựng được các tòa nhà lộng lẫy ở Suneva. Đối với mình thì việc Suneva sử dụng các tấm năng lượng mặt trời ở trên các mái nhà để tạo ra điện là một điều rất thú vị. Phương pháp này hiện đang được sử dụng rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Los Angeles, Mỹ. Trong dự án thời trang và môi trường của mình thì mình sản xuất hai series. Một là series về travel và series thứ hai là về các show diễn thời trang ở các địa điểm nổi tiếng nhất trên thế giới. Khi mà mình travel, mình đến các địa điểm quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường giống như là Suneva tại Maldives đợt vừa rồi, và hiện tại mình cũng đang ở JW Marriott Phú Quốc. Khách sạn này được xếp hạng top 1 tại Đông Nam Á, top 3 tại châu Á và top 6 trên toàn thế giới. Mình cũng nhận thấy là có khá nhiều vật dụng ở đây được làm từ các nguyên liệu tái chế, ví dụ như là cái ống hút này được làm ra từ cỏ. Bản thân mình cũng cố gắng hạn chế sử dụng nhựa và túi ni lông. Mình thường hay mang theo người những cái bình nước được làm từ nguyên vật liệu tái chế. Lần đầu tiên khi mà mình nhìn thấy con tàu Race for Water chỉ qua ảnh thôi, mình đã cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi vì con tàu này rất đẹp. Nhưng mà thật ra nó không chỉ đẹp không thôi mà nó còn rất là quan trọng đối với công cuộc bảo vệ môi trường hiện tại, bởi vì nó sử dụng ba nguồn năng lượng là gió, năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện để có thể chạy và không gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức Race for Water có kỹ thuật hiện đại chuyển hóa những cái rác thải bằng nhựa thành điện, và sử dụng cái nguồn điện này họ giúp ích cho người dân địa phương, trả cho các chi phí quét dọn rác, ngăn chặn rác xuống biển. Cái mà mình cảm thấy ấn tượng nhất về tổ chức Race for Water có con tàu này bởi vì họ thật sự quan tâm đến thế hệ tương lai và quan tâm đến việc có thể lan tỏa những cái kiến thức quan trọng cho giới trẻ để họ có thể hiểu hơn về cách bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của nó. Cảm ơn tất cả khán giả của Đẹp và Phong Cách. Hy vọng tất cả các bạn sẽ cùng mình hưởng ứng và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất.